Trong đông y, cây rẫy gai được coi là vị thuốc quý, chữa rất nhiều bệnh mà không phải ai cũng biết tác dụng của nó. Ở Việt Nam có nguồn rẫy gai dồi dào, không chỉ mọc tự nhiên hoang dại, mà ngày nay người ta còn trồng rẫy gai để nuôi trồng thủy sản. Vậy củ rẫy gai quan trọng như thế nào trong chữa bệnh? Ta có thể tìm hiểu bài viết dưới đây để biết thêm thông tin bổ ích của củ rẫy gai chữa bệnh gì. Rẫy gai mô tả cây rẫy gai hay còn được gọi là củ chóc gai, sơn thục gai, rau mát gai, rau chân vịt, khoai sọ gai, cây cựa. Cây cao 0,4 đến 0,7, thân rễ nằm ngang, chia nhiều đốt. Lá mọc thẳng từ thân rễ, mép nguyên, lá non hình mũi tên, lá già xẻ lông chim, các thùy hình mát, đầu nhọn, mắt dưới có gai ở gân giữa. Cuốn lá mập, dài hơn phiến lá, phủ dày gai, gốc có bẹ, cụm hoa là mọc bông mo, có cuốn dài hơn hoặc bằng mo, có gai, mo mở ở phần gốc và xoắn lại ở phần trên, trục hoa hình trụ ngắn, mang toàn hoa toàn lưỡng tính, bao hoa có 4-6 thùy, nhị 4-6, chỉ nhị ngắn, bầu hình trứng. Mùa hoa quả tháng 3, tháng 4, quả mọng, có gai ngắn ở đỉnh rẫy gai là loại cây ưa nước. Có thể chịu bóng, thường mọc thành đám lớn bờ ao hồ, bờ suối hay kênh rạch. Cây sinh trưởng, phát triển gần như quanh năm, ra hoa quả nhiều và có khả năng đẻ nhánh khỏe. Khi quả chín rụng, phát tán nhờ nước. Ở Việt Nam, chỉ có một loại là rẫy gai, phân phố rải rác khắp các địa phương ở vùng đồng bằng, trung du và núi thấp. Bộ phận dùng, thu hái toàn cây quanh năm, thân rễ mang về, rửa sạch, phơi khô. Khi dùng, ngâm nước phèn và gừng, sau đó độ mềm, thái mỏng, sao vàng. Thân rễ, thu hái vào mùa thu đông, phơi hoặc sấy khô. Khi dùng, ngâm nước phèn và nước gừng, rồi độ cho mềm, thái mỏng, sao khô. Thân rễ rẫy gai có vị cay, tính ấm, có tác dụng tiêu đờm, trừ suyễn như vị bán hạ và thanh nhiệt, giải độc. Công dụng của rẫy gai được dùng làm thức ăn hàng ngày như một loại rau củ. Theo kinh nghiệm dân gian, rẫy gai được dùng để chữa ho, đau bụng, phù tủng. Rẫy gai chữa tê thấp, bàn chân tay tê buốt, lưng đầu gối đau. Rẫy gai chữa sốt rét, viêm gan, vàng da. Rẫy gai chữa ung nhọt, sưng kỳ âu bị. Ngoài ra ở một số nước như Ấn Độ, thân rễ được dùng làm thuốc trị đau ngực, lá và rễ dùng trị bệnh trĩ, cuốn lá giã ra thêm nước cho trâu bò uống trị bệnh đau ngực. Ở Trung Quốc, người ta dùng rẫy gai để trị xương phú, cao huyết áp, chó dại cắn, phong thấp, đòn ngã, bạch đới, đau bụng kinh, viêm dạ dày mạn tính, tiêu hóa không tốt, ho do phổi nóng, viêm thận phù thủng, đái đục, viêm tuyến mang tai, mụn nhọt xương lở. Dùng ngoài đắp trị rắn độc cắn, viêm hạch bạch huyết, lao hạch. Cây rẫy gai có thể dùng như món ăn hàng ngày và có tác dụng chữa bệnh xem thêm. Thành phần và công dụng của rẫy gai. Các bài thuốc dân gian của rẫy gai chữa tê thấp, bàn chân tê buốt. Rẫy gai, cầu tích, huyết đằng, kim can, ngưu tất, mỗi vị 12 giờ. Sắc nước hoặc ngâm rượu uống. Chữa thiên trụy xa trái, thoát vị bẹn. Rẫy gai 12 giờ, hạt phải 10 giờ, lá rau cổ 10 giờ. Sắc với 400ml nước. Còn 100ml chia làm 2 lần, uống trong ngày. Chữa bạch đới, thống kinh, viêm thận, tiểu đục, rẫy gai toàn cây, 9-15 giờ, sắc thuốc thang uống hoặc hầm với xương heo dùng hàng ngày. Chữa đau khớp do phong thấp, tổn thương do té ngã, rẫy gai, toàn cây 9-15 giờ sắc uống hoặc dùng 60 ngâm trong nửa lít rượu, vừa uống trong vừa xoa ngoài. Ung nhọt, xương quai bị, rẫy gai tươi cả rễ củ cộng lá giã nhuyễn đất. Trị viêm gan siêu vi B, rẫy gai khô 20 giờ, diệp hạ châu chó đẻ thân xanh, 20 giờ tươi 40, cỏ mực 20 giờ, bạch hoa xà thiệt thảo, cỏ lưỡi rắn 20 giờ, bán chi liên hoặc xuyên tâm liên, 12 giờ, mã đề 20 giờ, nấm linh chi xay, tán mịn 12 giờ. Dược kiệu khô, rửa sạch, chặt nhỏ, thêm 1 linh chi và 2 lít nước, nấu sôi 30 phút, chắc ra chai uống thay nước trà trong ngày. Dùng 3 tháng trở lên. Chữa trẻ nhỏ da lở loét cho thai độc hiệu quả, dùng cây rẫy gai nấu nước sữa, sau rắc bột thân rễ lên chỗ da bị bệnh. Dùng cả cây rẫy gai hoặc phần thân rễ nấu nước tắm rửa chữa lở ngứa ngoài da hiệu quả,
chữa viêm gan, sơ gan hiệu quả. Theo kinh nghiệm dùng các vị còn tươi tốt hơn dùng vị đã phơi khô. Dùng 30 thân rễ ráy gai khô, tư khoảng 100 g, trái dứa dại khô 30, tư 100 g, chó đẻ răng cưa khô 10 giờ tư 30. Cho các vị vào nấu với 2000ml nước, đun nhỏ lửa khi nước còn 300ml thì chắc ra. Chia 3 lần uống trong ngày giữa tê thấp, lưng, gối cẳng chân tê buốt, dùng thân rễ ráy gai, cẩu tích, cây huyết đằng, kim can, ngưu tất, tỳ giải, mỗi vị 12 giờ. Sắc nước uống trong ngày trên là một số bệnh thông dụng dùng ráy gai chữa rất hiệu quả. Ngoài ra cần tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng các loại cây dược liệu, cũng như các sản phẩm được chiết xuất từ các loại dược liệu quý hiếm, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's Love Us. Bye.